Thưa quý vị, với tinh thần tương thân tương ái, hỗ trợ người dân ở những vùng khó khăn, cơ sở hạ tầng vật chất thiếu thốn, Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc đã tổ chức nhiều chuyến đi từ thiện. Trong hai ngày mùng 10 và 11 tháng 11 vừa qua, hơn 400 người dân tại xã Minh Thanh, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang đã được thăm khám và cấp phát thuốc miễn phí. Trạm y tế xã Minh Thanh, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang đông đúc hơn bình thường. Và đặc biệt hơn, trạm y tế xã hôm nay giống như một bệnh viện thu nhỏ với rất nhiều trang thiết bị hiện đại, bàn khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho bà con. Nhận được thông tin đoàn bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc về khám bệnh miễn phí, ông Đỗ Tiến Lẫm cùng đông đảo bà con ở đây rất vui và đến chờ từ sớm. Cái tổ chức khám chữa bệnh cho nhân dân thì hôm nay khám thì chúng tôi thấy là trước khi vào khám thì cũng thấy các bác sĩ và cũng như là nhân viên đón tiếp rất là chú đáo. Tôi được khám bên nội khoa thì khám đau vai gáy. Buổi khám bệnh này có rất nhiều ý nghĩa đối với nhân dân xã Minh Thanh, bởi vì là mọi người đều được, cả người nghèo lẫn người cận nghèo hoặc là người bình thường cũng được đi đến khám. Và tôi cũng mong muốn là có nhiều đoàn đến để khám miễn phí phục vụ xã Minh Thanh nhiều hơn nữa. Chương trình trao vòng tay nhân ái được tổ chức lần đầu tiên năm 2013. Cho đến nay, sau 5 năm hoạt động, Bệnh viện Hồng Ngọc đã đi được một chặng đường tuy không phải quá dài nhưng đầy ý nghĩa. Đảm nhận nhiệm vụ khám bệnh cho bà con trong các chương trình đều là các bác sĩ trẻ. Với tấm lòng thiện nguyện, họ tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người nghèo. Bước chân âm thầm không biết mệt mỏi của những bác sĩ trẻ đã in dấu trên nhiều địa phương trong cả nước, mang đến sức khỏe và niềm tin cho người bệnh nghèo. Với những người có khi 10 năm, 20 năm, thậm chí cả đời, người ta chưa đến bệnh viện bao giờ, thì qua cái buổi khám bệnh này thì chúng tôi phát hiện ra bệnh cho người dân. Qua đây thì chúng tôi phát hiện ra được những cái bệnh, nhất là những người bị bệnh mãn tính, để hướng dẫn họ đến bệnh viện điều trị. Trao vòng tay nhân ái là chuỗi sự kiện thăm khám từ thiện và trao quà thường niên của Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc, được tổ chức với sự hợp tác và tài trợ của nhiều công ty dược phẩm, các tập đoàn chăm sóc sức khỏe và những tấm lòng hảo tâm. Cùng với hoạt động thăm khám và phát thuốc miễn phí tại xã Minh Thanh, lần này Bệnh viện Hồng Ngọc phối hợp cùng với Báo Tiền Phong tặng 40 suất quà khuyến học cho học sinh nghèo tại địa phương.